Xin chào các bạn, thì hôm nay tiếp tục mình đi phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nhá. Thì tuần này cũng có khá nhiều cái cặp đẹp, đặc biệt là tuần trước chúng ta đã có những cái cặp phân tích cực kỳ chính xác như thể vàng và dầu và một số cặp cũng liên quan đến USD. Thì tuần này cũng có một số cặp đã có dấu hiệu đảo chiều. Ngoài ra có rất nhiều các anh chị các bạn cũng hỏi mình là vàng, Bitcoin tình hình thế nào, liệu vàng có đảo chiều tăng trở lại hay không hay sẽ tiếp tục giảm. Thì ở trong video mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn. Thì những anh chị các bạn nào đang xem video mình chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để có những cái video mới mọi người có thể theo dõi được sớm nhất. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể vào website của mình nguyenhudoc.com.vn để tìm hiểu thêm một số cái kiến thức mình có chia sẻ trên này, nhất là những cái anh chị các bạn mới thì mọi người có thể tìm hiểu được thông tin cũng như kiến thức ở trên này mình cập nhật thường xuyên cho mọi người để các bạn theo dõi nhé. Ở dưới cái phần mô tả của video mình có để thông tin của các nhóm, các group của mình ở đây. Thì những anh chị các bạn nào mà chưa biết thì có thể là tham gia, để cần gì mình hỗ trợ thì có thể là mình sẽ chia sẻ trên này thì mọi người cũng sẽ nắm bắt được nhá. Các bạn cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái cập nhật tiếp theo của mình. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi qua, chúng ta đi phân tích tình hình thị trường cũng như những cặp nào nó đẹp thì các anh chị các bạn theo dõi nhá. Các bạn muốn mình phân tích cặp nào hoặc muốn mình chia sẻ tư vấn cặp nào thì có thể để lại bình luận bên dưới cái video này để mình hỗ trợ các anh chị các bạn nhá. Đầu tiên thì chúng ta đến với biểu đồ của Bitcoin. Liệu Bitcoin đã có dấu hiệu gì tích cực hay vẫn trong xu hướng giảm? Thì trước khi đi phân tích kỹ ở tình hình hiện tại thì các bạn cùng nhìn lại một số cái thông tin về phân tích kỹ thuật mà chúng ta đã phân tích ở những cái video trước. Đầu tiên đó là cái đường trendline của xu hướng tăng ở đây đã bị phá vỡ. Cái thứ hai nữa là gần đây nó cũng hình thành một cái đường trendline của xu hướng giảm ở đây đó. Và các bạn cũng thấy cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn mà rất nhiều cái yếu tố ủng hộ cho xu hướng giảm, và sau một cái khoảng thời gian khá là lâu tích lũy ở cái vùng hỗ trợ quanh vùng 25, các bạn thấy ở đây đúng không ạ, nó cũng về nó test lại mấy lần tuy nhiên là không phá qua được cái ngưỡng hỗ trợ 35 này. Các bạn thấy 25 nha các bạn, cái ngưỡng hỗ trợ này đây, và nó bị đẩy lên. Có những cái lần mình nghĩ là nó phá được các bạn, ví dụ như những cái cây nến như thế này này, có những lần mình nghĩ là nó phá được tuy nhiên là vẫn không phá được và là bật lên. Thì đến ngày hôm nay á thì nó có những cái dấu hiệu nó phá cái đường trend xu hướng giảm này. Các bạn thấy là chúng ta nối lại từ cái đỉnh này, đúng không ạ? Đỉnh này thì cũng có dấu hiệu là nó phá qua và có những cái dấu hiệu của nến vượt lên trên cái EMA 20 và 50. Thì ở tình hình hiện tại với Bitcoin á, nếu chúng ta nhìn vào cái sự phá vỡ của đường trend xu hướng tăng này thì nó vẫn đang trong cái chu kỳ giảm, vẫn trong chu kỳ sóng giảm được. Ví dụ như thế này này, các bạn có thể là hình dung như thế này. Và đây cũng chỉ là những cái vị trí mà nó có thể là điều chỉnh hồi thôi, rồi xong nó tiếp tục nó có thể là phá xuống. Thì với những anh chị các bạn nào mà xác định dài hạn và tin tưởng vào cái xu hướng giảm này vẫn còn mạnh, cái đường trend xu hướng này vẫn còn mạnh, thì các bạn có thể là theo cái yếu tố này nhiều hơn. Thì khi đó các bạn hoàn toàn có thể là thực hiện những cái lệnh sell ở vị trí này, và có một cái vị trí bắt buộc chúng ta phải dừng lỗ, đó là dừng lỗ ngay trên cái đỉnh này các bạn này. Các bạn thấy không ạ? Đây chúng ta có một cái mức đỉnh này. Đây đó chính là cái vùng khoảng là 28.3 đi. Các bạn thấy ở vị trí hiện tại khoảng 28.2, 28.3. Thì với vào cái vị trí này thì chúng ta những anh chị ngắn hạn có cái TB ngắn hạn và dài hạn. TB ngắn hạn thì có thể là ở cái mức khoảng 25 là được rồi. Còn dài hạn hơn thì chúng ta sẽ hướng tới những cái vùng hỗ trợ tiếp theo, đó là cái vùng hỗ trợ này. Đó. Đây cái kịch bản này. Ở đây cũng được thôi, khoảng là 23 trước rồi sau đó chúng ta mới xuống đến những cái vùng như thầy 22. Thì đây là những cái mức hỗ trợ tiếp theo thôi các bạn. Đây. Thì đây chính là kịch bản cho xu hướng giảm. Những anh chị các bạn nào mà nhìn nhận chúng ta vẫn còn tin tưởng vào những cái yếu tố như đường trend xu hướng này, đúng không? Phá vỡ đường trend xu hướng và có những cái dấu hiệu nến ở vùng này vẫn còn đẹp thì chúng ta thiên về cái yếu tố này. Cái kịch bản thứ hai á, dành cho những cái anh chị các bạn nào mà hướng tới xu hướng tăng thì không phải là nó không có yếu tố của xu hướng tăng nha các bạn. Ở đây nó cũng đã có những cái dấu hiệu của xu hướng tăng như mình vừa chia sẻ với các bạn là cái đường trend xu hướng giảm này nó bị phá lên. Tuy nhiên là nến lực chưa mạnh thôi, nến và lực chưa mạnh.
và nó cũng phá lên giao cắt EMA 20-50 và hình thành cho chúng ta một cái mức, các bạn cũng thấy là cái mức đáy này, đáy sau cao hơn đáy trước ở đây đúng không ạ? Thì những cái gì các bạn nào mà tin tưởng vào những cái dấu hiệu này á, thì chúng ta sẽ lại thiên về một cái yếu tố tăng trong ngắn hạn, có thể là tiếp tục sẽ khi mà về hỗ trợ này nó gặp hỗ trợ quá mạnh xong nó bị đẩy lên, thì ở đây chúng ta có thể là thực hiện một cái lệnh mua ở đây và bắt buộc khi đó chúng ta đặt dừng lỗ ngay ở dưới cái đáy này cho mình thôi, và chúng ta sẽ kỳ vọng nó lại, nó test lại cái chen xu hướng tăng trước đó nó phá vỡ đây, thì chúng ta sẽ kỳ vọng theo hướng này. Thì các bạn cũng thấy rồi, có những thời điểm nó sẽ có cả những cái yếu tố của xu hướng tăng, có cả những yếu tố của xu hướng giảm, rõ ràng các bạn thấy. Thì nó cũng sẽ khó nhận định hơn, đối với mình những cái cặp như vậy thì khó đưa trong cái trường hợp là nó có đẹp hay không. Ví dụ như bây giờ là chúng ta có cả những yếu tố theo xu hướng giảm, thì những anh chị các bạn nào mà hướng tới trong xu hướng giảm thì có thể dựa vào. Còn những anh chị các bạn nào hướng tới những cái yếu tố của xu hướng tăng thì dựa vào nến, dựa vào đỉnh đáy này, và dựa vào phá đường chen xu hướng này thì chúng ta cũng có thể theo. Tuy nhiên là cái lực này chưa mạnh. Bản thân mình thì thiên về cái yếu tố của xu hướng nào? Ở cái góc nhìn mình vừa phân tích cho các bạn đó là dựa trên những cái quan điểm và dựa trên những cái dấu hiệu phân tích kỹ thuật. Còn về cái quan điểm của mình thì mình vẫn ủng hộ cho xu hướng giảm nhiều hơn cho các bạn. Dù gì thì các bạn cũng rõ ràng, các bạn thấy là cái đường chen xu hướng này nó rất là rõ ràng. Và cái lực tăng ở đây nó tuy nó có những cái tín hiệu tuy nó có, nhưng mà mình vẫn giữ nguyên cái quan điểm là cái xu hướng này nó vẫn là dấu hiệu điều chỉnh thôi, nó chưa có phá nó lên quá rõ ràng đó. Và cái xu hướng trước đó, cái dấu hiệu trước đó của nó, các bạn thấy này, phá vỡ đường chen line này đó, những cái nến giảm ở cái vùng này cũng rất mạnh, chẳng qua là cái vị trí hỗ trợ này nó tương đối mạnh nên nó cần phải thời gian nó tích lũy và nó phá xuống. Và kỳ vọng của mình thì mình vẫn hướng tới những cái mức như thế, mức khoảng là 24, thậm chí là còn xuống sâu hơn. Thì đó là cái quan điểm cá nhân của mình. Còn mình đưa ra hai kịch bản như vậy cho những cái anh chị các bạn nào tham khảo, để dựa vào các bạn tin tưởng về cái yếu tố nào nhiều hơn thì các bạn so sánh với cái hệ thống xem và đưa ra những cái quyết định đó. Với mình thì Bitcoin vẫn hướng tới nhiều yếu tố của xu hướng giảm trong thời gian tới nha mọi người. Rồi mình sẽ tiếp tục chuyển qua với vàng. Vàng thì là một cặp được xem là rất là tuyệt vời. Nếu những anh chị các bạn nào xem những cái video phân tích của mình trước đó, mình cũng đã chia sẻ với các bạn từ rất là lâu rồi, từ những cái thời điểm mà những cái đường chen xu hướng này nó phá vỡ nó khá là rõ ràng này, mình cũng đã nói với các bạn rồi đó. Và hoặc là những cái yếu tố như thế đỉnh này này, các bạn thấy không ạ, hình thành đường chen line, hình thành đỉnh thấp hơn này. Và thêm vào đó là những cái yếu tố đáy ở cái vùng này nó cũng thấp hơn đó, các bạn để ý ở đây. Đối với vàng thì bây giờ các bạn nhìn rõ ràng cho mình thấy là cái yếu tố của xu hướng giảm dường như là nó khá là rõ, bây giờ nó rõ quá rồi. Và nó rõ quá thì các bạn cũng thấy một điều là thị trường đã đi khá là xa. Những cái gì các bạn nào mà theo dõi những video mình phân tích trước đó, đó là cái khi mà nó phá vỡ đường chen line này, đúng không ạ? Nó hình thành này, mô hình đỉnh đáy này, đúng không ạ? Đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn này, xong nó về nó test lại chen line là một cái vị trí bán đẹp này. Xong nó tiếp tục là cái lượt thứ hai nó test lại một lần nữa này, là hai cái vị trí mà gần đây mình có chia sẻ với các bạn đối với vàng. Những anh chị các bạn nào mà vào những cái vị trí trên này thì ở đây là các bạn đã chốt lời mình rồi. Những ai mà đặt chốt lời sâu á, theo những cái của mình á, là cũng đã TB rồi, đúng không ạ? Một cái câu hỏi đặt ra là hiện tại vàng trong tuần tới liệu đã điều chỉnh được hay chưa, hay là sẽ tiếp tục giảm. Với những cái lực như thế này của vàng thì cái yếu tố của vàng còn giảm nó là khá là sâu. Tại vì bản thân mình thấy là mỗi cái lúc mà thị trường biến động cũng như vàng nó mà biến động thì lực nó đi cũng khá là xa. Với đây thì các bạn cũng thấy một tuần vừa rồi là một cái tuần mà nó giảm mạnh nhất. Các bạn thấy đóng nến cũng rất là mạnh. Nếu những anh chị các bạn nào để ý một chút ở trên nến tuần thì nó là một cái cây nến tuần giảm nhấn chìm rất là mạnh. Vì vậy vàng mình vẫn đánh giá là xu hướng vẫn tiếp tục giảm nhé. Những ngày đầu tuần có thể là thị trường vàng vẫn còn giảm về cái vùng khoảng quanh 1800, và sau đó thì chúng ta sẽ hướng tới một cái đợt nó điều chỉnh rồi tiếp tục nó xuống, hướng xuống. Thì đây là cái kịch bản mà mình sẽ hướng tới tuần tới của vàng. Những anh chị các bạn nào mà đã treo được vàng ở trên rồi á, có được vị trí tốt, lợi nhuận tốt rồi á, một là các bạn chốt lời một phần, hai là các bạn có thể giữ đến một cái mức hỗ trợ dưới đây đó, rồi các bạn chốt lời. Không thì các bạn phải chờ nó điều chỉnh về rồi chúng ta mới vào lệnh mới.
Còn những anh chị các bạn nào mà bảo là vội vàng vào quá ở đây ấy, thì cũng khá là nguy hiểm. Quan điểm của mình có nói các bạn rồi, sóng đã đi rồi thì chúng ta chấp nhận cái cơ hội này có thể là bị mất đi một chút, và chúng ta sẽ hướng tới cái kịch bản là chờ nó điều chỉnh về và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đi theo cái xu hướng chính của nó. Vì vậy vàng mình vẫn đánh giá đây là một cái xu hướng giảm trong thời gian tới nhá. Rất nhiều những cái yếu tố lực của vàng cũng đang còn giảm rất là mạnh đó. Mình biết là tuần vừa rồi có rất nhiều các anh chị các bạn đang gồng vàng. Tuy nhiên là mình cũng đã cảnh báo, mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cái yếu tố này ở những cái video trước. Những ai mà chưa xem video của mình thì có thể là quay lại xem những cái video mình đã chia sẻ với mọi người trong thời gian gần đây. Đó, thì mọi người cũng thấy là mình đã khuyên rất là nhiều, nói với các bạn rất là nhiều về những cái yếu tố phân tích kỹ thuật như đường trendline, cũng như là giao cắt EMA 20 và 50, cũng như là những cái mẫu hình nến rút chân. Đúng không? Tuần trước mình cũng chia sẻ và mình nhấn mạnh cho các bạn là yếu tố của xu hướng giảm của vàng đang còn rất là nhiều. Thì vàng trong tuần tới có thể là sẽ quanh quẩn cái vùng này và chúng ta sẽ hướng tiếp về cái vùng khoảng là 1800 nha các bạn. Đó. Thật ra thì để mà có hỗ trợ các bạn chốt sớm hơn một chút, khoảng là 1810 hoặc 1805 là được rồi, chứ 1800 thì có thể là nó dưới một cái hỗ trợ một chút, nhưng mà khả năng rất cao là nó sẽ quét qua cái hỗ trợ này. Đó, thì các bạn có thể là tham khảo một số cái chia sẻ của mình. Còn trên cái hệ thống của mình là hầu như tất cả những cái yếu tố đều ủng hộ cho xu hướng giảm. Và những anh chị các bạn nào mà có suy nghĩ bắt đáy vàng thì các bạn cũng phải nhìn thấy, nhận những cái thời điểm vàng đi nó rất là kinh khủng nha các bạn. Nó không phải là cái sóng, nó không phải là nhỏ đâu. Còn các bạn cân đối, nếu mà các bạn muốn bắt đỉnh bắt đáy thì các bạn cân đối là coi các bạn xem là những cái con sóng nó đi cái cỡ này thì các bạn có trụ được hay không thì mới có lực những lực hồi. Đó, các bạn cũng thấy đó, có rất nhiều cái đợt sóng của vàng đi rất là mạnh chứ nó không hề nhẹ đâu các bạn ạ. Có nhiều các anh chị các bạn bắt và nhận trái đắng, tại vì vàng nó biến động mạnh, nó không như thế là mấy cặp tiền tệ ví dụ như EU hoặc UG nó biến động còn đỡ được, chứ còn vàng các bạn thấy là có những giai đoạn nó biến động rất là lớn. Các bạn cân đối cái đó, nên là tuyệt đối khi mà giao dịch vàng các bạn hạn chế cái việc mà bắt đỉnh bắt đáy nhé. Nhất là trong thời gian vừa rồi, cái cây này nó chỉ là một cái cây tuần, các bạn thấy năm mấy cây nến ngày này nó chỉ là một cái cây nến tuần. Các bạn chuyển qua cây nến tuần đi, các bạn sẽ thấy là một cái lực giảm của nó, một cái lực nhấn chìm của nó rất là mạnh. Đó, thì chúng ta tiếp tục hướng tới vàng trong xu hướng giảm trong tuần tới nha mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục qua đồng đô la. Thì những anh chị các bạn nào đang xem video mình chưa like thì cho mình một like, chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người nhá. Đồng đô la thì cũng là một cái kịch bản mà mình đã chia sẻ với mọi người trước đó rồi, là tất cả mình đều hướng tới cho mọi người xu hướng tăng. Tuy nhiên là tuần này có một cái sự điều chỉnh nhẹ, đó là một cái cây nến nhấn chìm ngay ở vị trí này. Vậy liệu đồng đô la đã đảo chiều được hay chưa? Thì các bạn cũng thấy là với cái dấu hiệu nhấn chìm này thì những anh chị các bạn nào quan tâm vào cái sự bắt đỉnh và cũng như là mô hình nến nhấn chìm thì cũng có thể là xem là một trong những cái tín hiệu tích cực của sự đảo chiều xu hướng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dựa vào cái mô hình nến này để chúng ta hướng tới cái đợt sóng hồi. Tại vì dù gì thì các bạn cũng thấy là sau khi nó phá vỡ, nó hình thành những cái lực tăng mạnh từ ở dưới vùng đáy đến đây thì cũng là một cái khoảng cách, một cái thời gian nó tăng rất là mạnh rồi, các bạn thấy không? Mà lực hồi nó tương đối là yếu. Thì đến cái vị trí hiện tại mình nghĩ cũng có thể là cân đối được, xem xét được là đây là một cái vị trí trong ngày tới, trong tuần tới nó sẽ là có sự điều chỉnh. Vì vậy là với đồng đô la thì hầu như những cái cặp liên quan mình sẽ hướng về cái sự điều chỉnh nhé. Và vùng điều chỉnh của đồng đô la mình sẽ hướng về cái vùng này các bạn ạ. Đây, chúng ta có những cái vùng này, ví dụ ngắn hạn ở đây thì nó điều chỉnh rồi, các bạn cũng thấy là có một cái cây rút chân ở đây. Nhưng mà cái vùng thứ hai đây mình nghĩ sẽ là một cái vùng mà chúng ta sẽ hướng tới cái sự điều chỉnh của đồng đô la dựa vào cái mô hình nến này nhá. Mô hình nến nhấn chìm ngay vùng đỉnh này. Thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện một lệnh bán thôi. Các bạn đơn giản ở đây chúng ta sẽ thực hiện một lệnh bán ở ngay ở vị trí giá hiện tại. Nếu mà thứ hai các bạn vào, các bạn giao dịch, các bạn có thể là vào liền. Và chúng ta đặt ngay dừng lỗ ở trên cái đỉnh cho mình. Chấp nhận. Đúng không ạ? Còn nói về cái sóng chính, sóng dài hạn thì các bạn cũng thấy là sóng này vẫn là sóng tăng, sóng chính. Tuy nhiên là nó đã tăng khá là xa rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể là hướng tới một cái kịch bản của sự điều chỉnh. Thì tuần tới mình sẽ hướng tới là đồng đô la sẽ giảm nha. Và những cái cặp liên quan này các bạn có thể là tham khảo như cặp EU, GU, AU, AUD, USD đó, hoặc là NU.
đồng đô la Úc và đô la New Zealand đó, USD, là những cái cặp đó mình cũng thấy những có dấu hiệu đảo chiều rồi, thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng này nhá. Đồng đô la được xem là một trong những cái cặp mà có những cái dấu hiệu đảo chiều và cái vị trí hiện tại đang vào lệnh là được xem là đẹp nhá, thì chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào nó. Tiếp theo là giá dầu. Giá dầu cũng được rất nhiều các anh chị các bạn quan tâm. Những tuần trước, những ngày trước thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về giá dầu rồi. Từ cái lúc mà dầu nó hình thành cái sự phá vỡ đường trend line, cũng như là những cái dấu hiệu tăng nó rõ ràng hơn, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn từ ở vùng dưới đây rồi, chứ không phải đến đây nữa mình mới nói, đúng không? Mình chia sẻ từ cái lúc nó phá cái trend line, cái vùng đây này, nó phá qua EMA 20-50 này, đến bây giờ là giá dầu, đúng không? Vậy cái câu hỏi đặt ra là giờ dầu chúng ta sell được hay chưa, chúng ta hướng tới như thế nào? Cùng với sự điều chỉnh giảm của đồng đô la thì mình thấy là dầu cũng có những cái dấu hiệu bắt đầu trứng lại này. Các bạn thấy là ở đây có một cái mô hình đến ba nến nhấn chìm giảm này, và ở đây tiếp tục là ba nến nhấn chìm giảm của dầu, thì cái quan điểm của mình cũng tương tự giống đồng đô la, sẽ có thêm sự điều chỉnh của giá dầu, và cái vùng mà chúng ta hướng tới sự điều chỉnh của nó chính là cái vùng mà kháng cự trước đó nó phá qua, thì bây giờ chúng ta sẽ thành hỗ trợ mới và chúng ta sẽ hướng về cái vùng giá này đó. Dầu mình nghĩ là với những cái lực như thế này thì đến bây giờ thị trường nó đi cũng đã khá là xa rồi, và có những cái lực bắt đầu bắt đỉnh và thể hiện ngay trực tiếp lên chỗ cái dấu hiệu của nến này, thì chúng ta sẽ đi theo cái hướng đó nhá. Các bạn có thể là xem xét cân nhắc thứ hai chờ hồi về một chút rồi chúng ta đi theo giá dầu. Chúng ta sell ở cái vùng khoảng là 91-92, TB khoảng 94-95, top loss khoảng 94-95, đó là cái vùng này là được, và chúng ta sẽ TB về lại cái vùng khoảng 84-85 nha. Đó là những cái mà chúng ta có thể cân đối. Các bạn thấy cái tỷ lệ này cũng tương đối là tốt, đúng không? Tỷ lệ 1-2-1-3 này chúng ta hoàn toàn có thể là cân nhắc được, các bạn có thể là xem xét. Với giá dầu mình đánh giá cũng sẽ là đẹp trong tuần này. Tuần này chúng ta sẽ hướng nhiều hơn về sự ảnh hưởng của đồng đô la, đó là đồng đô la điều chỉnh, đồng đô la giảm cũng là cái nguyên nhân có thể là khiến cho giá dầu trong thời gian tới sẽ hạ nhiệt và sẽ đảo chiều xu hướng nha các bạn. Có những cái tín hiệu về nến, có những cái dấu hiệu về nến rồi. Đây là những cái mà chúng ta có thể là dựa vào để chúng ta vào được cái vị trí giá tốt, và là những cái dấu hiệu đảo chiều sau một cái khoảng thời gian nó tăng mạnh của giá dầu. Tiếp theo là chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ thì tuần trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, có những cái dấu hiệu nó đã đảo chiều xu hướng, dấu hiệu của thị trường nó giảm, thì mình cũng đã cập nhật cho các bạn, và đến bây giờ thì nó lại càng rõ ràng hơn. Các bạn cũng thấy là một tuần thì tiếp tục nó giảm này, đúng không? Và với những cái dấu hiệu như đỉnh đáy, thì những anh chị các bạn nào theo dõi mình thì các bạn cũng thấy rồi, đây là những cái dấu hiệu đỉnh đáy này thì nó khá là rõ ràng cho xu hướng giảm. Cái vùng chúng ta kỳ vọng chúng ta hướng tới đó là những cái vùng hỗ trợ ở bên dưới của nó, thì gần nhất là đây sẽ là cái vùng mà chúng ta sẽ hướng tới nha. Các bạn phải chú ý cho mình một điều này, đó là cái sóng chính, cái xu hướng chính của nó có thể là vẫn là cái xu hướng tăng nha các bạn. Chúng ta sẽ kết hợp thêm những cái yếu tố của đường trend xu hướng này để làm cái mức hỗ trợ, và chúng ta sẽ cân đối. Vừa rồi các bạn thấy là để ý cái đường trend này này, đó nó chạm vào nó cũng sẽ có lực bật lên. Tuy nhiên là với bản thân mình thấy cái vùng ở dưới đây nó sẽ hợp lý hơn, đó là cái vị trí mà nó hợp lưu của hỗ trợ cũ thành hỗ trợ mới, kháng cự cũ thành hỗ trợ mới, và cái đường trend xu hướng này cũng có thể là đóng vai trò là hỗ trợ. Thì bản thân mình nghĩ sóng chính của toàn cái giai đoạn này cũng vẫn là sóng tăng. Tuy nhiên là các bạn thấy là nó trong sóng tăng thì nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh của giá, và đây chính là cái mà chúng ta sẽ hướng tới đó. Trong thời gian tới có thể là S&P 500 vẫn còn giảm. Để có một cái phương pháp, cách thức giao dịch nó tốt nhất thì mình khuyên các bạn là có những cái giai đoạn chúng ta cũng phải chờ đợi. Ví dụ như những giai đoạn này có thể là các bạn phải chờ đợi này. Còn những anh chị các bạn nào mà xác định mà sell tiếp tục thì chúng ta phải hướng tới một cái vị trí giá đẹp kia. Ví dụ như các anh chị các bạn muốn sell thì phải chờ nó hồi về cái vị trí điều chỉnh, hoặc là tuần hoặc là ngày hôm thứ sáu vừa rồi nó có hồi đó. Hoặc là các bạn phải chờ hồi để được một cái vị trí vào lệnh đẹp để nó cân đối cái vị trí chúng ta mong muốn đó. Giả sử như vậy, các bạn phải chờ đợi nó hồi lên và chúng ta phải được một cái tỷ lệ nó đẹp thì chúng ta mới sell. Còn nếu mà như ở vị trí hiện tại các bạn thấy là các bạn mà vào lệnh liền á, thì chúng ta đặt rừng lỗ ở trên này, với cái tỷ lệ này của chúng ta thì nó không được đẹp, đúng không các bạn? Và cái tỷ lệ nó không được đẹp thì thường thường chúng ta sẽ đứng ngoài và chúng ta không vào lệnh. Thì để tốt hơn á, đa phần á, nếu mà gặp những cái trường hợp này mình sẽ chờ nó xuống dưới đây các bạn này,
và đặt dừng lỗ ngay ở dưới cái đáy này. Các bạn thấy cân đối dưới cái đáy này, và vùng này là cái vùng mình vào lệnh, và khi đó mình sẽ TB lại, mình hướng lên thì đa phần là mình sẽ tìm cách đó, còn không thì mình phải chờ đợi được một cái vị trí thật tốt thì mình mới có sell nha. Đó, thì có thể trong tuần tới nữa, tuần này á, thì S&P 500 vẫn đang ủng hộ cho xu hướng giảm nha mọi người, tiếp tục một tuần giảm. Cái vùng chúng ta can canh để vào có thể là cái vùng 4.150, đây là những cái vị trí mà chúng ta có thể là hướng tới được nha. Quay trở lại với đồng yên Nhật, đồng yên Nhật thì cũng được sự quan tâm của rất nhiều các anh chị trong thời gian vừa rồi, và nó cũng vẫn đang là đáy của đáy các bạn ạ. Nó không còn một cái vị trí nào ở dưới để chúng ta phân tích nữa, và các bạn thấy là sau một cái khoảng thời gian vừa rồi nó tích lũy và nó vẫn tiếp tục phá đáy các bạn, nó chưa có những cái dấu hiệu tích cực hơn để cho sự đảo chiều của xu hướng được. Các bạn thấy sau một khoảng thời gian nó tích lũy xuống này và nó tiếp tục, nó cứ phá xuống từ từ thôi, nó phá xuống, lực phá thì không có quá mạnh, lực đi cũng không có quá mạnh, chúng ta có thể xem xét đây là một cái vùng sideways. Thì với những trường hợp như dòng đồng yên Nhật đây này thì nó liên quan đến khá nhiều các dòng, ví dụ như hiện tại các bạn thấy những cái dòng như GJ, AJ, CAC, đúng không, NJ là đều ở vùng đỉnh hết rồi, đó nó liên quan rất là nhiều, CSFJ cũng vậy. Thì với những cái dấu hiệu như thế này thì bảo chúng ta là có dấu hiệu đảo chiều chưa thì không ai dám nói là đảo chiều được cả, và chúng ta phải chấp nhận chờ đợi những cái cây nến thực sự mạnh, những cái sóng thật sự mạnh để dẫn đường cho xu hướng thôi. Và khi nào có những cái dấu hiệu này thì các bạn ngay lập tức các bạn đảo chiều theo cho mình nhá. Ở hiện tại thì những cặp liên quan nó có một số cặp mà nó cũng có những cái tín hiệu tốt hơn, ví dụ CSFG hoặc GJ. Tuy nhiên cái bản thân cái vị trí đảo chiều của nó có tín hiệu đó là do đồng CSF, đúng không ạ? Và do đồng bảng Anh thôi, chứ không phải là nội tại do đồng JPY. Bản thân đồng JPY vẫn đang rất là yếu, đúng không ạ? Chúng ta phải chờ những cái tin tức tích cực hơn, và điều này nó khẳng định bằng một cái cây nến tăng mạnh thì mình nghĩ là khi đó mới cái tín hiệu của chúng ta được. Còn hiện tại tất cả những cái tín hiệu trên phân tích kỹ thuật hoặc là dấu hiệu của nến, dấu hiệu lực của thị trường nó không có các bạn ạ. Nó không có thì chúng ta bắt buộc phải chờ đợi nha. Yên Nhật vẫn là một cái gì đó chúng ta phải chờ đợi, chúng ta cần thời gian cho nó. Và những cái trường hợp như thế này, khi mà có sóng, khi mà có tin tốt, mình cam đoan là sóng nó sẽ đi rất là mạnh. Và các bạn nên cân nhắc chờ đợi theo dõi để khi có sóng đó chúng ta tận dụng được và chúng ta vào được cái vị trí giá tốt để chúng ta nắm giữ nó lâu dài, tối đa hóa được cái lợi nhuận nha mọi người. Rồi chúng ta quay trở lại nhìn nhận một chút về chỉ số VN Index dành cho những anh chị các bạn nào đang quan tâm đến chứng khoán Việt Nam. Đối với chứng khoán Việt Nam thì các bạn thấy là tương đối là biểu đồ giống với chứng khoán Mỹ, đúng không, S&P 500, và mô hình thì các bạn để ý rồi, ví dụ như những anh chị các bạn nhìn nhận được thì đây cũng giống như là cái mô hình hai đỉnh. Nếu những anh chị các bạn nào đã học phân tích kỹ thuật, đã tìm hiểu về phân tích kỹ thuật thì có thể là xem đây là mô hình hai đỉnh. Và thường thường đây thì mô hình hai đỉnh sẽ tiếp tục những cái phiên tiếp theo của giá. Và chúng ta cũng tương tự như lúc nãy mình có kể cho các bạn, để ý là chúng ta phải để ý đến những cái vị trí như đường trendline đó các bạn thấy đó, cộng thêm với những cái mức trước đó ở đây chúng ta sẽ có là kháng cự cũ sẽ thành hỗ trợ mới đó, và ở mức những cái mức thấp hơn ở dưới đây đó. Thì với những cái dấu hiệu này thì mình vẫn đánh giá như tuần trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, tuần trước mình cũng chia sẻ rồi đúng không ạ, xu hướng thì mình vẫn hướng tới những cái đà giảm tiếp theo để chúng ta mua được lên cái giá tốt. Có nghĩa là cái phiên này cũng chỉ là những cái đợt điều chỉnh thôi, quan điểm của mình vẫn chấp nhận, tại vì trước đó nó đã tăng rất là mạnh rồi, nó vẫn tiếp tục điều chỉnh. Mình đánh giá là khó lắm thị trường mới phá được những cái vùng dưới 1.000, còn đây là những cái vùng hỗ trợ mình nghĩ các bạn là cân đối mà cân chắc mua lên. Đó là cái vùng đầu tiên chúng ta có thể là hướng tới cái vùng khoảng quanh 1.120 này, là một cái vùng mà chúng ta có thể xem xét mua này. Sâu hơn nữa chúng ta có thể là quanh cái vùng 1.080 đó, hoặc là sâu hơn tí là 1.050, thì đó là những cái vùng mà chúng ta có thể xem xét mua được. Càng tiến về sát về cái vùng 1.000 thì là những cái lúc mà cái vị trí chúng ta mua nó đẹp hơn. Các bạn chú ý này, thị trường Việt Nam, chứng khoán Việt Nam mình cũng vẫn nói với các bạn mà đầu tư nó còn dễ hơn rất là nhiều so với thị trường crypto hoặc là thị trường forex. Thị trường forex với crypto với là khắc nghiệt. Các bạn đừng có giao dịch phái sinh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, mà các bạn hãy hold coin, các bạn hãy mua cổ phiếu, các bạn nắm giữ
và các bạn phân bổ vốn. Mình có chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp DCA rồi, các bạn nên phân bổ cái số vốn của mình vào từng giai đoạn của thị trường như thế này. Những cái vùng nào hỗ trợ tốt là chúng ta mua thêm một ít, đúng không? Chúng ta chọn rổ cổ phiếu trong VN30 là tốt rồi, tạm thời như vậy là được rồi. Chúng ta cứ về cái vùng hỗ trợ nào tốt, chúng ta mua thêm một ít và chúng ta phân bổ lên 20-30% vốn. Mình cam đoan các bạn rất là khó để thua trên thị trường. Còn về tình hình kinh tế vĩ mô, cái tầm nhìn nó xa hơn thì mình vẫn đánh giá Việt Nam là một cái đất nước mà đang trên đà phát triển và thời gian tới còn phát triển mạnh. Các bạn thấy đường xá, cầu cống đang xây dựng rất là nhiều, thu hút được rất nhiều cái vốn đầu tư nước ngoài vào và quan hệ quốc tế rất là tốt, chính trị ổn định. Tất cả những điều này sẽ khiến cho thị trường nó tăng trưởng và nó phát triển trong thời gian tới nhé. Về lâu về dài chúng ta vẫn kỳ vọng những cái mức đỉnh tiếp theo sẽ bị phá. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tư chứng khoán Việt Nam các bạn nghĩ đơn giản một chút thì mình nghĩ là cái kết quả tốt, kết quả tích cực sẽ đến với các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ chuyển qua cái nền tảng MT4 cũng như hệ thống nến HNIC của mình để chia sẻ với các bạn những cặp liên quan bên Forex, những cặp mà mình nào thấy là đẹp thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Những ai đang xem video mình chưa like, chưa đăng ký kênh thì cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để có những video mới mọi người có thể theo dõi được. Cảm ơn mọi người nha. Thì ở dưới cái phần mô tả của video mình có để một số cái thông tin của mình cũng như là số Zalo ở bên dưới màn hình, các anh chị các bạn có thể theo dõi nhé. Các bạn tham gia vào những cái nhóm cộng đồng hoặc là website của mình để tìm hiểu thêm những cái kiến thức mình chia sẻ cho các bạn nha, về phân tích kỹ thuật, nhất là những người mới có thể là xem những cái kiến thức này được dễ dàng hơn. Các bạn đăng ký kênh và like nha. Cảm ơn mọi người. Rồi chúng ta tiếp tục trở về cái nền tảng MetaTrader 4 để chúng ta phân tích. Đây là cái hệ thống nến HNIC của mình và mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi. Thì cho các bạn nhìn một cách cho tổng quan, hệ thống của mình thì gồm cũng tương tự giống bên kia nhưng mà mình sử dụng nến HNIC và có một chút mây Ichimoku để chúng ta nhìn nhận cái xu hướng nó tốt hơn. Ở đây thì cái đường chen xu hướng với Bitcoin các bạn cũng nhìn khá là rõ, đó là phá vỡ chen xu hướng trên cái hệ thống của mình thì nằm dưới EMA 20-50 và các bạn cũng thấy là trên này thì cái yếu tố của xu hướng giảm nó có vẻ là rõ ràng hơn. Nên những anh chị các bạn nào mà theo dõi tin tưởng vào một cái hệ thống thì các bạn hãy tin tưởng vào cái hệ thống mà các bạn đang dùng. Bản thân mình cũng vậy, mình có chia sẻ với các bạn mà có lúc này lúc khác và cái hệ thống chúng ta giao dịch chúng ta phải tin tưởng có những cái yếu tố như thế nào thì chúng ta sẽ đi theo như vậy. Và các bạn thấy là ở trên này thì hệ thống của mình vẫn ủng hộ cho xu hướng giảm nhiều hơn. Cái vị trí này là gặp mây thì nó cũng được xem vẫn là một cái vùng kháng cự. Và với những anh chị các bạn mà giao dịch hướng tới xu hướng giảm thì hoàn toàn cái vị trí hiện tại khoảng 27.000 chúng ta có thể là sell 27.1, chúng ta sell và chúng ta dừng lỗ khoảng 28.2 hay 28.3 và kỳ vọng lợi nhuận TB1 của chúng ta có thể là về vùng 25, TB2 chúng ta có thể là về vùng 24. Đó là những cái vùng mà chúng ta sẽ hướng tới Bitcoin trong thời gian tới nha. Xu hướng giảm vẫn là xu hướng chủ đạo. Mình đã phân tích rồi nên mình không phân tích lại nữa. Mình chỉ phân tích qua trên cái hệ thống nến HNIC của mình để cho các anh chị các bạn nhìn nhận và tham khảo nó rõ ràng hơn. Tương tự với vàng, các bạn thấy trên hệ thống nến HNIC của mình xu hướng nó mượt mà hơn không ạ? Nó đầy đủ hơn không ạ? Trước đó mình cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều về cái đường chen xu hướng này nó đã bị phá vỡ. Tiếp theo nữa là một cái đường chen xu hướng giảm này, đúng không ạ? Hình thành. Và hệ thống của mình thì các bạn thấy là sau một khoảng thời gian vừa rồi nó chỉ có nằm dưới mây, nằm dưới EMA. Có một cái cây nhưng mà cái cây nến doji rút chân nó không phá qua được. Và các bạn thấy tất cả những điều này đều hồi tụ cho vàng trong xu hướng giảm. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta phải kỳ vọng về cái vùng mà quanh 1.800. Đó các bạn thấy là làm cái mức hỗ trợ tiếp theo của nó. Thậm chí nó còn sâu hơn với cái lực nến và với cái lực của thị trường nó như thế này. Các bạn thấy là lực nến rất là mạnh. Đặc biệt là với nến HNIC của mình các bạn thấy là chưa không có một cái dấu hiệu gì thể hiện cho sự đảo chiều luôn. Và cái lực của HNIC rất là mạnh với cái xu hướng nó còn giảm sâu nữa. Nhiều khả năng cao á, là trong những ngày đầu tuần vẫn tiếp tục những cái đà giảm của vàng xuống sát vùng 1.800 nha các bạn. Còn những anh chị các bạn nào chưa vào thì chắc chắn chúng ta phải chờ đợi những cái đợt điều chỉnh. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hướng theo cái hướng như vậy. Còn thị trường thì theo kịch bản của mình nhìn nhận á, thì nó sẽ có một cái đợt này nó sẽ giảm sâu xuống đến quanh mốc 1.800 và sau đó nó sẽ điều chỉnh
có thể là về lại khoảng là 1850, 1860, sau đó lại tiếp tục giảm nha các bạn, sau đó sẽ tiếp tục giảm. Đó, đấy là những cái kịch bản mà mình sẽ hướng tới trong vàng trong tuần này. Đây, thì với vàng, tất nhiên cơ hội đẹp các bạn đã bỏ qua những cái tuần vừa qua. Các bạn xem lại hai video gần đây, phân tích kỹ thuật gần đây của mình, đúng không? Thì các bạn cũng nhìn nhận nó rõ là những cái vị trí, ví dụ như vị trí ở trên này là những cái cơ hội đẹp này, test. Thứ nhất là nó phá EMA 20 50 quay về nó test lại cái đường chân xu hướng giảm này là một lần đẹp này. Lần thứ hai dành cho những anh chị các bạn nào mà chưa vào được lần thứ nhất thì đây cái lần này nó test chân giảm này. Đó là lần tiếp theo. Và các bạn thấy là tuần vừa rồi là một tuần giảm mạnh cũng như cây nến tuần đóng nến rất là mạnh cho các bạn. Các bạn chú ý. Đó thì vàng vẫn trong xu hướng giảm trong những ngày tới, trong tuần tới. Về dầu thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi, mình không nói kỹ nữa. Còn USD thì ở đây mình có chia sẻ với mọi người cũng thấy là đã có những cái dấu hiệu đảo chiều. Và lúc này trên nến thường thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Và cái vị trí mình muốn hướng tới trên nến Hekenashi của mình là có dấu hiệu đảo chiều đó. Chính là cái vùng này, kháng cự cũ sẽ thành hỗ trợ mới. Và các bạn hoàn toàn có thể là vào ở vị trí giá hiện tại, chúng ta sẽ dừng lỗ trên đỉnh này thôi. Và chúng ta sẽ có một cái mức TB như vậy, cái tỷ lệ này khá là tốt. Tuần này chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái sự đảo chiều của đồng USD nha các bạn. Mình đánh giá vị trí hiện tại đối với đồng đô la, đồng USD vẫn là một cái vị trí vào đẹp. Các anh chị các bạn nào mà không giao dịch các sàn, các bạn giao dịch mà không có đồng DXY, đồng đô la, các bạn có thể giao dịch ở trên sàn XNet nha. Sàn XNet nó có chỉ số này luôn và các bạn có thể là giao dịch được cái chỉ số này. Đó, mua bán CFD của đồng đô la. Những cái cặp liên quan lát nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn, dựa rất nhiều vào yếu tố của đồng đô la này. Chứng khoán Mỹ thì mình cũng vừa nói, mình cũng vừa phân tích cho các bạn rồi, cái kịch bản thì nó cũng như vậy thôi. Chúng ta từ cái lúc nó phá xuống giao cắt EMA 20-50 mình cũng nói các bạn là tuần trước mình cũng chia sẻ với các bạn rồi, chứ không phải đến bây giờ nó giảm đến đây nữa. Và nhiều cái yếu tố của xu hướng giảm các bạn cũng thấy đó, đường trend line này, đó đỉnh đáy này, đó các bạn cũng thấy là đáy sau thấp hơn, đỉnh sau thấp hơn đó. Và chúng ta có thể là chờ hồi ăn cái sóng nhỏ đó. Còn kỳ vọng của mình thì đến cái vùng hỗ trợ tốt ở dưới đây mình sẽ hướng tới mua lên nhiều hơn, chứ không phải là xu hướng chính. Chúng ta vẫn phải nhìn nhận vào cái sóng này, đúng không? Các bạn phải nhìn nhận có thể cái đợt này nó cũng chỉ là đợt điều chỉnh thôi. Và đối với chứng khoán Mỹ thì chúng ta sẽ hướng tới những cái đợt mua lên, những cái vùng giá này. Còn anh chị các bạn nào mà muốn mua bán ở cái vùng mà sóng điều chỉnh này thì các bạn cân đối, cố gắng làm sao để tìm được một cái vị trí giá vào tốt để chúng ta có thể là cân đối giữa cái mức dừng lỗ và mức chốt lời của chúng ta, mức dừng lỗ ở trên, chốt lời ở dưới của chúng ta nha. Rồi, đây là một cái cặp mà những cái cặp này nói chung cùng liên quan đến USD và nó mình thấy là đang rất là đẹp, có tín hiệu đảo chiều và thời gian vừa qua thì nó cũng đã đi rất là mạnh rồi. Các bạn tuyệt đối là những cái cặp này dường như cái xu hướng nói chung đó các bạn, nên là mọi người nên chọn một trong hai cặp, một hai cặp các bạn giao dịch thôi, chứ các bạn đừng có chọn hết các cặp các bạn giao dịch. Ví dụ như những cặp nó cùng một xu hướng, ví dụ EU này, GU này, các bạn cũng thấy là có như cùng một cái dấu hiệu đảo chiều này, hoặc là AU này, đó NU, thì tuần vừa rồi các bạn cũng thấy là có những cái dấu hiệu nến đảo chiều rất là mạnh trên hệ thống Hekenashi của mình cũng đảo chiều này, các bạn thấy không ạ? Thì ở đây chúng ta cũng có EU nữa này, GU này, nó là chung một cái xu hướng thôi thì các bạn hoàn toàn có thể xem xét. Ví dụ như EU, chúng ta đã giao dịch EU thì thôi GU với NU hoặc AU ra, đó chúng ta sẽ vào một cặp thôi, chúng ta đặt ở dưới đáy và chúng ta sẽ cân đối cái tỷ lệ cho mình là tỷ lệ 1-2 thì các bạn cân đối là được rồi. Đó, tương tự GU cũng vậy, nếu các bạn mà vào, tuyệt đối các bạn không nên vào một lúc quá nhiều cặp nha các bạn. Ở đây thì có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta có thể là xem xét chúng ta đi theo được. Đó, có những cái dấu hiệu đảo chiều rồi đó. Cùng sau một khoảng thời gian giảm rất là mạnh, các bạn nhìn nhận đó là chúng ta hướng tới tạm thời, chúng ta hướng tới cái sự đảo chiều sóng hồi thôi. Chứ còn để mà đảo chiều rõ ràng á, chúng ta cần rất nhiều cái yếu tố các bạn. Để mà như thế con sóng này mà cần đảo chiều á, để mà có xác định được đảo chiều chúng ta dựa những yếu tố gì ạ? Thứ nhất là các bạn phải dựa vào nến. Nến là cái tín hiệu đầu tiên để xác định sự đảo chiều. Cái thứ hai chúng ta có thể là dựa vào mô hình giá, đúng không? Mô hình giá đỉnh đáy này. Ví dụ là mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy này, đảo chiều của xu hướng từ giảm sang tăng này. Đó, hoặc là mô hình vai đầu vai. Thì cái đó phải cần thêm một cái thời gian nữa thì chúng ta mới xác định được. Hoặc là trend line cũng vậy. Đó, thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ dựa vào nến và tin tưởng vào nến. Đó, đi theo cái cây nến. Tương tự là A và N cũng vậy. Cái vị trí vào lệnh mình nghĩ đánh giá là đẹp đó. AN, các
Các bạn chỉ cần phải dừng lỗ như vậy, nhưng mà cái kỳ vọng lợi nhuận của các bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tại vì những cái dòng này các bạn thấy là sau một cái khoảng thời gian vừa rồi nó giảm rất là mạnh. Các bạn thấy cái dòng mà liên quan đến đô la, tại vì đồng đô la tăng mạnh và những cái dòng đó liên quan thì nó giảm rất là mạnh, nên hoàn toàn chúng ta có thể dựa vào những cái dấu hiệu nến để xác định cái sự đảo chiều. Và cái này thì nó cũng cho chúng ta một cái mức dừng lỗ nó ngắn hơn, nó không phải quá dài. Đó, thì ngày hôm thứ hai các bạn hoàn toàn có thể là vào lệnh. Mình thấy vị trí hiện tại trên H1 đang đẹp nha. Cái sóng H1 có sóng dẫn đường, sau đó nó đang điều chỉnh về vị trí tốt để chúng ta có thể là giao dịch được. Ngoài ra còn cặp nào đẹp không? Ngoài ra vẫn còn những cái cặp đẹp liên quan đến dòng CSF. Dòng CSF thì trước đó mình cũng có chia sẻ với các bạn những cái cặp rất là đẹp về CSF, ví dụ cạc CSF này. Những anh chị các bạn nào mua được CSF vùng này là khá là tốt rồi. Thì thời gian vừa qua nó đã tăng rất là mạnh rồi, chúng ta phải chờ những đợt điều chỉnh. Đợt này thì nó cũng có dấu hiệu điều chỉnh, nhưng điều chỉnh như vậy nó không chưa phải là sâu. Chúng ta cần một cái đợt điều chỉnh nó sâu hơn thì chúng ta mới mua. Nên là để chờ đợi được một cái vị trí đẹp thì chúng ta phải cần thêm những ngày tới nữa nha. Tương tự cả CSF là ACSF cũng vậy. Những cái cặp mà mình đã chia sẻ với các bạn ở vùng giá ở dưới đây chúng ta hoàn toàn có thể là mua được. Thì đến bây giờ nó cũng tăng khá là mạnh rồi. Và sóng tăng này chúng ta cũng phải cần những cái sự điều chỉnh sâu hơn. Ví dụ như về dưới vị trí này chúng ta mua lên thì đẹp. Xu hướng thì nó đã rõ ràng rồi. Cái sóng này giống sóng dẫn đường đó các bạn. Thì chúng ta phải cần sự điều chỉnh của nó rồi chúng ta mới tiếp tục chúng ta mua. Liên quan đến CSF thì mình thấy có hai cặp CSF mà chúng ta có thể cân đối tham khảo chúng ta mua được. Đó là cặp ECSF là một. ECSF sóng nó rất là thấp. Đây các bạn thấy này, sóng nó rất là nhỏ, hoàn toàn các bạn có thể vào liền cũng được. Không thì các bạn chờ hồi thêm một chút. Nhưng mà với cặp này thì mình nghĩ là nó cũng khó để hồi sâu được các bạn ạ. Ở cái vị trí hiện tại các bạn hoàn toàn có thể vào được ECSF cái vùng này và các bạn đặt dừng lỗ dưới đây thôi. Tại vì những cái dòng này á, nếu mà các bạn để ý á, đây là một cái cơ hội mà khá là đẹp á. Tránh cái trường hợp như thế là nếu anh chị các bạn nào đã bỏ qua cả CSF hoặc là ACDF trước đó đi thì con ECDF này nó chưa có chạy mấy, các bạn thấy không? ECDF chưa chạy mấy và chúng ta hoàn toàn có thể là bảo lệnh được rồi, được, đẹp, đúng không? Và những cái yếu tố như thế là nến này, đỉnh đáy này, các bạn thấy này, hình thành đỉnh mới này, phá qua giao cắt EMA 20-50 mây nằm trên mây, đẹp. Thì ECDF là một cái cặp mà mình được đánh giá là đẹp nhé. Ngoài ECDF thì GECDF thì mình cũng đã thấy được là sau một khoảng thời gian tích lũy rất là mạnh ở đây thì bây giờ có những cái dấu hiệu của nến đảo chiều ở đây tương đối là mạnh. Nó chưa có rõ như ECDF, nhưng mà những anh chị các bạn nào muốn vào được có vị trí giá tốt hơn thì các bạn vẫn có thể là xem xét được nha. Tại vì cái vùng này mình thấy cũng khá là tốt rồi, các bạn chỉ vào lệnh và đặt dừng lỗ nó một mức nó gần thôi. Đó là GECDF cũng là một cái cơ hội tiếp tục cho chúng ta. Đó, ACDF và cạc CDF thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm. ECDF, GCDF thì chúng ta có thể là vào lệnh liền được. Đó là những cặp mà mình được xem là đánh giá là tốt. Ngoài ra một số cặp liên quan đến đồng yên Nhật ở đây thì các bạn sẽ thấy là CDFG và con UZI. UZI thì chúng ta thấy là lực đi rất là mạnh cả trên khung ngày. Thì ở đây mình chỉ phân tích chút trên khung tuần cho các bạn nhìn nhận là hiện tại nó quay lại nó test cái đỉnh, đúng không? Cái đỉnh này rất là mạnh. Đó. Thì bảo là có dấu hiệu đảo chiều hay chưa hay là như thế nào thì mình giờ rõ ràng là các bạn thấy trên khung ngày cũng không có tín hiệu đảo chiều, trên khung tuần cũng chưa, đúng không ạ, nến cũng chưa, đúng không ạ. Thì ở đây á, những anh chị các bạn nào tin tưởng đây là một cái kháng cự mạnh, rất là nhiều người biết và các bạn muốn là ít nhất là ăn được một đợt sóng hồi thì mình cũng đánh giá là trong cái vùng giá này rất dễ có một cái sự điều chỉnh. Đó, giống như trên này các bạn này, nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh như vậy. Thì bắt đỉnh bắt đáy, cái quan điểm mình nói rồi, nó vẫn là cái vấn đề của vốn đó các bạn. Vốn nhiều vốn ít rồi đánh lớn đánh nhỏ. Đó, các bạn có cân đối được hết những cái yếu tố đó thì các bạn hãy nhìn nhận. Còn sóng của thị trường thì nhất là đối với đồng yên Nhật chưa có dấu hiệu đảo chiều thì bảo bắt đỉnh thì không biết ai đâu là đỉnh cả. Còn cái quyết định nó sẽ mang đến lợi nhuận cho chúng ta cũng nó có thể là mất đi của chúng ta. Nên là những anh chị, các bạn nào mà giao dịch thì cân đối thôi. Đó, đối với đồng yên Nhật UZI nó vùng đỉnh. Đó, các bạn đưa ra quyết định nha. Còn CSFG thì các bạn cũng thấy là trong những ngày qua, trong thời gian qua đồng yên thì không có tăng lại. Đây chỉ yếu tố liên quan đến đồng CSF thôi. Và các bạn thấy là có những cái đợt điều chỉnh và tích lũy. Vừa rồi thì ngày hôm thứ sáu có sự rút chân khi mà chạm vào giao cắt EMA 20 và 50. Thì đây cũng là một trong những cái đồng mà chúng ta
Nói chung là yên Nhật thì nó chưa có, nhưng mà nó có yếu tố của đồng CHF, nên là chúng ta có thể dựa vào, chúng ta có thể cân đối. Thì đối với CHFG mình đánh giá cũng vẫn là được xem là một cái vị trí vào lệnh đẹp nha các bạn. Những anh chị các bạn nào giao dịch thì các bạn có thể vào vùng giá này đó, và chúng ta sẽ đặt dừng lỗ trên cái này, tại vì ở đây có một cái cây nến nó dẫn đường cũng tương đối là tốt này, chúng ta sẽ như vậy, và cái tỷ lệ này chúng ta sẽ cân đối. Còn những anh chị các bạn nào mua tích lũy và đã dính lệnh từ trước thì cái vùng này vẫn giữ nguyên lệnh như vậy thôi, mình nghĩ là như vậy. Còn tại vì là các bạn cũng thấy là khung tuần này, khung tháng này nó cũng đã tăng rất là mạnh rồi, chúng ta chỉ cần một chờ một cái đợt điều chỉnh của trên khung tháng thôi là cũng đã khác rồi, khung tuần thôi nó là cũng đã khác rồi. Tuy nhiên để mà chờ được cái sự điều chỉnh này nó cần phải có sự can thiệp của ngân hàng BOJ cũng như những cái tin tốt hơn, hoặc là có chính sách nó tốt hơn, nâng lãi suất hoặc là khắc phục những cái mà nó đang diễn ra. Hiện tại thì người ta vẫn đang giữ nguyên cái quan điểm là giữ cái mức lạm phát quanh mốc 2%, nên là chưa có tín hiệu tích cực hơn nha. Mấy cái bài phát biểu của mấy ông thống đốc ngân hàng BOJ ở trong cái tháng 9 vừa rồi cũng không có tín hiệu tích cực cho đồng yên Nhật đó, thì chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian. Đối với yên Nhật ở thời điểm này chúng ta cần cái sự kiên trì. Không phải mình CHFG đâu các bạn, mà để ý đến những cái dòng khác như GJ cũng vậy thôi, nó cũng đang ở vùng đỉnh rất là cao đúng không? Tất cả những cái cặp mà liên quan đến G các bạn cũng thấy đó, thì chúng ta phải chấp nhận cái điều đó nha. Hy vọng là trong thời gian tới G sẽ có sự đảo chiều. Mình cũng biết là trước đó có rất nhiều các anh chị các bạn đã theo dòng này rồi đó. Tiếp theo thì chúng ta có thể là quan sát một chút về con EG này. EG cũng là một cái con mà mình đánh giá là có những cái yếu tố nó đẹp trở lại các bạn, nó đẹp à. Và con này thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn ở những cái video trước rồi, thì bây giờ tất cả những cái yếu tố của nó vẫn là ủng hộ cho xu hướng tăng được các bạn nhá. Vùng giá này chúng ta vẫn vào lệnh được, và chúng ta dừng lỗ ở dưới cái EMA 20-50 thôi, kỳ vọng lợi nhuận tiếp theo đó. Thì con EG cũng được xem là một cái con đẹp trong thời gian tới. Thì mình vừa cập nhật cho các bạn cũng khá là nhiều cặp, và cũng rất nhiều cái cặp mà chúng ta thấy là có tín hiệu vào lệnh, chúng ta hoàn toàn có thể là giao dịch được. Vàng với Bitcoin này, vàng thì đi hơi xa rồi, điểm vào lệnh nó không còn được đẹp, nhưng mà xu hướng nó đã rõ ràng trong xu hướng giảm, chúng ta phải chờ điều chỉnh. Nhưng mà những cái cặp khác, tuần này chúng ta sẽ tập trung vào đồng USD nhiều hơn. Mình nghĩ USD có dấu hiệu đảo chiều, các bạn có thể là giao dịch EU đúng không, có thể là giao dịch AU đó. Ngoài ra các bạn có thể là giao dịch ECDF và GCDF, những cái vị trí thì mình cũng đã chia sẻ các bạn này. Dầu cũng đã có những cái dấu hiệu tích cực của sự đảo chiều đó, các bạn cũng có thể là xem xét giao dịch con EG này nhá. Về dòng G thì có UG, các bạn cân đối. Những anh chị các bạn nào bắt đỉnh bắt đáy, bắt đỉnh thì các bạn cân đối, còn không thì chúng ta cứ phải chờ đợi thêm thôi, con này phải kiên trì. CSFG thì mình cũng đã theo bữa giờ rồi, thì cái vị trí hiện tại vẫn là vị trí vào lệnh đẹp, thì các bạn cân nhắc đó. Thì tuần này cũng có khá nhiều cặp mà chúng ta có vị trí vào lệnh là tốt rồi, chỉ có là vàng nó đi sớm quá, đi mất rồi. Tuần trước chúng ta không vào thì tuần này nó đi mất một cây rồi, trên khung tuần rồi, thì các bạn cũng thấy là không còn vị trí vào lệnh đẹp. Các bạn muốn sell thì chắc chắn phải chờ điều chỉnh về cái vùng giá nó tốt hơn chúng ta sell, còn không thì bản thân mình đánh giá là nó đợt là sóng này vẫn là đợt sóng mạnh và khả năng còn xuống thêm nữa nha các bạn. Rồi, video thì mình cũng dừng ở đây. Các anh chị các bạn đang xem video mình, ai chưa like cho mình một like, chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh. Ngoài ở dưới cái phần mô tả của video có cái phần thông tin cộng đồng của mình, các anh chị các bạn có thể là tham gia vào các nhóm ở dưới đây nha. Đó, anh chị các bạn nào chưa like cho mình một like và nhớ đăng ký kênh. Các bạn cũng có thể là ghé website nguyenhuduc.com.vn để tìm hiểu thêm kiến thức. Trong này mình có cập nhật khá nhiều kiến thức trong này cho những anh chị các bạn mới. Chúc anh chị các bạn cuối tuần vui vẻ, tuần mới giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.